đây là hai cậu bạn thân Hibiki và Daichi. Hibiki thì học khá giỏi và cũng khá châu bò, còn Daichi thì cứ kiểm tra là than vãn. cả hai có đi uống với nhau và Daichi thắc mắc về việc Hibiki có vẻ rất muốn vào đại học nên tuần nào cũng đi thi thử. nhưng Hibiki chỉ là hơi chán nên kiếm mục tiêu gì đó để làm, vì cậu cũng không biết vào đại học thì làm gì trong ấy. Daichi cũng có chia sẻ về mong muốn hiện tại của cậu, nhưng Daichi sau đó đã bỏ qua và giới thiệu cho Hibiki một trang web giúp họ có thể thấy được video lúc bạn mình chết cả hai đã đưa mặt của nhau vào web và rồi đến ga tàu điện tại đây cả hai có gặp một cô bạn cùng khối là nita cô cũng là dạng học giỏi như hibiki nhưng cậu biết đó là gu của daichi nên cũng chẳng muốn dành làm chi cho mất công đột nhiên cả hai nhận được đoạn video về cảnh cả hai đều cùng chết ngay tại đây bởi một con tàu đang nghĩ nó là hàng ghép thì tàu đến và cả hai bất an nên định đi cho chắc đột nhiên ga tàu rung lắc dữ dội và con tàu đã đổ lên đầu cả hai nhưng hệ thống của trang web kia đã cho cả hai chọn sống hoặc chết và sống thì cả hai sẽ gặp phải chuyện gì cũng không ai biết trước được cả hai chui ra được từ đống đổ nát nhưng đột nhiên cả hai sau đó cũng phát hiện một con người sói đang kéo những xác người lại một chỗ nita thì lo sợ mà co rúm và bị nó phát hiện cô đã sợ hãi và từ điện thoại cô triệu hồi ra một con quỷ nó chiến đấu với người sói và dai chi cũng triệu hồi ra được một con ma và nó có thể bắn băng thuật cả hai tranh thủ cứu nita đi và tạm thời trốn vì có vẻ con quỷ không nhắm vào họ mà lại đang bảo vệ họ nita thấy hình con quỷ trong điện thoại và dai chi cũng thấy hình con ma Hibiki nghi ngờ là do trang web và cậu nói ra việc bản thân được hỏi là có muốn sống hay không thì hai người kia cũng gặp chuyện tương tự. Cậu nghĩ là những ai chọn chết thì đã sinh ra đám người sói kia, cả ba quyết định lên lại mặt đất thì truyền hình lúc này đưa tin rằng đây là thiên tai nên muốn người dân bình tĩnh. Một lúc sau thì tín hiệu bị ngắt, Daichi biết cha mẹ vẫn còn an toàn. Đội cứu hộ đến và định xuống hầm tàu thì bị một hội khác cản lại. Hội này tự xưng là đội phòng chống thiên tai đặc biệt và yêu cầu đội cứu hộ để họ xử lý. Hibiki và hai đứa bạn thì quyết định đưa Nita về nhà vì giờ ở đây cũng không an toàn đội phòng chống kia sau khi dàn xếp xong với bên cứu hộ thì họ cũng đã biết về sự cố thực sự ở đây là gì và họ đều có khả năng triệu hồi như ba nhân vật chính cả ba lúc này vẫn chưa thể về nhà và quyết định cứ bám sát nhau thì vẫn tốt hơn tối đó hibiki và nita đã ngồi chờ daichi đi mua nước và điện thoại vẫn chưa có tín hiệu daichi vừa mua nước về thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời bay đến nó đáp xuống và cái cục bên trên dần to lên dự cảm điều không lành nên hibiki kéo hai đứa bạn chạy đi thì nó đột ngột phát nổ thứ đó tái tạo lần nữa và nó bắt đầu xả đạn ra xung quanh Daichi đã chạy trước còn Hibiki muốn Nita gọi con quỷ ra để nó bảo vệ họ lần nữa, và đúng là nó chắn đạn cho họ thật. Nhưng Hibiki lại nhận được video về việc Daichi lại sắp chết, cậu ta lúc này quay lại với xe tải. Con quỷ của Nita cũng hẹo nên Daichi đâm cả xe vào nó và phát nổ. Hibiki đã tức giận và gọi ra linh vật triệu hồi của cậu, một con hổ trắng. Hội phòng chống kia tìm đến và bất ngờ khi linh thú cấp cao như con hổ đó lại trong tay Hibiki, cậu đã cho con hổ vờn lên vờn xuống để né đạn thứ đó lại phình lên nên cậu đã cho hổ leo tường và rồi lao đến cào xé vào nó và thành công tiêu diệt được con hổ cũng được thu về còn đai chi vẫn sống vì nita đã cho một con tiên ra cứu cô nhận ra bản thân có thể triệu hồi được hai con còn chỉ huy của đội phòng chống kia đã hạ lệnh đi bắt nhóm hibiki về đây cả ba bị tóm được và họ giới thiệu họ là một tổ chức của chính phủ tên là zip và cần cả ba đi theo cả ba bị còng lại và đưa đi điện thoại cũng bị cất giữ và hibiki nhận thấy chính phủ đã biết việc này nhưng lại quay lưng với người dân Cả ba được đưa đến tòa nghị viện và bên dưới nó là cả một căn cứ rộng lớn. Người đứng đầu vừa nhìn thấy Hibiki thì đã cho Daichi và Nita vào nhà giam. Con Hibiki bị đưa đi một mình để biết sự thật. Cô chỉ huy đây giới thiệu cô là Sako và họ có nhiệm vụ canh giữ kết giới để ngăn những thực thể tâm linh tấn công đất nước. Nếu là bình thường thì cậu sẽ thấy nhảm nhưng giờ thì buộc phải tin. Người đứng đầu tìm đến và cho cậu biết con hổ mà cậu đã gọi là thế thần và là một trong bốn tứ linh của Trung Quốc. Nó là sinh vật mà người thường không dễ gì gọi ra. Anh giới thiệu bản thân là Yamato và là cục trưởng của nơi này không ai ở đây có thể gọi được thứ mạnh như của cậu. Sức mạnh triệu hồi này đã có từ xa xưa và giờ đây họ đã vẽ lại được thuật toán và đưa nó thành một ứng dụng. Cậu trách họ vì biết trước mà không cảnh báo để sơ tán người dân thì điều đó sẽ gây loạn và ảnh hưởng đến kế hoạch. Yamato cho biết thứ mà cậu tiêu diệt hôm nay không là gì so với thứ sắp tới, vẫn còn 6 kẻ thù và họ còn 6 ngày nữa để có thể bảo vệ thế giới. Những sinh vật đó có thể xem là sinh vật ngoài hành tinh và chúng chỉ có thể bị đánh bại bởi cách sinh vật triệu hồi nên cậu có sẵn sàng giúp họ bảo vệ thế giới hay không? Câu trả lời là do cậu tự chọn lựa trong lúc đó các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu thử điện thoại của ba nhân vật chính họ nhận thấy ứng dụng của cả ba đều khác hẳn so với ứng dụng triệu hồi của họ vì ứng dụng này mạnh hơn nhiều nó có khả năng đánh giá năng lực của người dùng để gọi ra con quỷ tương ứng nhưng nếu quá yếu thì con quỷ gọi ra sẽ giết chết người dùng còn hibiki đã về lại phòng với hai đứa bạn nita có hỏi chuyện thì hibiki đã giấu mà chỉ cho biết là họ chỉ muốn kiểm tra điện thoại nhưng cậu biết giờ mà từ chối thì thế giới sẽ sớm biến mất và đến lúc đó thì họ cũng chẳng còn đường mà chạy sang ngày hôm sau Nhóm Hibiki được Sako thả đi, nhưng Hibiki cho biết điều kiện là cậu sẽ cân nhắc việc gia nhập tổ chức. Sako đã đưa cả ba đến khu Nita sống nhưng nơi này có vẻ cũng đã bị tàn phá. Nita đau khổ nghĩ là gia đình cô đã gặp chuyện, cô định đi tìm gia đình một mình, nhưng hai đứa bạn muốn cùng cô đến trại tị nạn xem thử đã. Sako đã đi cùng cả ba và đến nơi thì Nita đã vào trong tìm thử, còn Sako thì ra về và muốn Hibiki gọi lại nếu cần. Thấy Nita chăm chú tìm đến sốt ruột nên hai cậu bạn cũng đi hỏi người ta thử chuyện đã xảy ra ở đây nhưng vẫn có người không biết gì. Hibiki đã đi lấy nước và rồi chứng kiến nhiều người tị nạn ở đây. Họ vẫn còn hy vọng và chưa từ bỏ thế giới này. Đột nhiên một con chim quỷ xông và tấn công. Cậu đã ngay lập tức gọi hổ ra chiến đấu. Sako đang về thì thấy có chuyện xảy ra. Hibiki đã buộc phải cho con hổ kéo con chim quỷ ra ngoài, nhưng chúng liên tục xuất hiện từ một người đã chọn cái chết gần nó. Chúng quá đông khiến Hibiki cũng không xoay sở hết được Daichi muốn vào giúp nhưng cậu ta chưa hồi lại đủ để gọi hồn ma. Hibiki đang khó thì Sako quay lại giúp cậu. Cô biết có cái điện thoại nào đó đang thả chúng ra nên cậu quyết định xoay sở cho cô đi tìm. Cô đã sớm tìm được và nhanh chóng dẫm nát điện thoại và đám chim quỷ cũng bị diệt hết một lượt, ai nấy đều sợ cậu sẽ tấn công họ. Nhưng gia đình được cậu cứu đã cảm ơn khiến cậu được an ủi lại phần nào, cậu sau đó đã cùng nhóm bạn quay lại tổ chức và quyết định chấp nhận tham gia để giải cứu thế giới này. Daichi không muốn bỏ Hibiki một mình còn Nita không muốn bất lực ngồi khóc khi quái vật tấn công. Yamato ngay sau đó đã cho cả ba nhiệm vụ đầu tiên. Đây là tiến sĩ Kanao, cô đang bị thất lạc đâu đó ngoài kia và anh cần cả nhóm đi tìm giúp. Vì cô đóng vài trò quan trọng trong kế hoạch sắp tới, Yamato sau đó có đi gặp một thanh niên từng ở trong tổ chức. Thanh niên này thấy Yamato khá đề cao kỳ vọng ở Hibiki khi không giữ cậu bên cạnh nhưng Yamato muốn để cậu tự bộc phát tiềm năng của chính mình lúc đi trên tàu. Hibiki nhận thấy con hổ của cậu đúng là mạnh hơn hẳn những con quỷ khác. Daichi nhận thấy cậu ta có thể mua được thêm quỷ để xài thì định tìm hiểu thêm. Hibiki thấy sợ sức mạnh này nhưng nó lại cho cậu khả năng bảo vệ bạn bè cả ba xuống tàu thì gặp vài người trong tổ chức và một cô gái là Hina, còn thanh niên sau kia là Keta. Keta thì mới có năng lực hôm qua, nhưng Keta không thèm tham gia với cả nhóm mà chỉ thích đi săn quỷ. Hina sau đó đã dẫn cả ba đến xem thử phòng thí nghiệm của tiến sĩ Kanao. Keta có suy nghĩ là đi tìm mà thiếu đầu mối thì chỉ vô ích nên giết địch ngoài này trước sẽ nhanh hơn. Cậu ta phát hiện có một con quỷ bay ngang qua, nhóm Hibiki sau đó được dẫn đến trụ sở của Zip tại nơi này. Họ lúc này đang bị hách và không thể đào ngược lại được vì đây là địch đang dùng ma pháp để hách ngắt mạng thì sẽ khiến kết giới biến mất và quái mạnh sẽ tràn vào. Hibiki buộc phải nghĩ cách nào đó và cậu biết Yamato đã cố ý đưa họ đến đây vì đoán trước được cuộc tấn công này. Họ sau đó đã hách ngược lại nhưng vị trí bị chảy trên khắp nước. Biết đây vẫn là bẫy, đột nhiên Hina nhận được video về việc Keta chết. Hibiki muốn cô xem kỹ nơi đây là đâu và rồi cậu cho khoanh vùng tìm kiếm quanh đó và đúng thật đây là nơi địch đã hách vào hệ thống. Yamato gọi đến và yêu cầu Hibiki đi phá kế hoạch của tên hacker. Cậu đã nhờ người gọi Keta né khỏi khu vực đó. Keta lúc này cũng đã nhận được điện thoại nhưng chưa kịp trả lời đã bị một con quỷ tấn công từ phía sau, cậu ta né kịp nhưng quỷ có đến hai con. Cậu ta đã gọi ra một chiến binh cùng chiến và chiến binh đó có thể một mình cân hai, nhưng nhiều con nữa xuất hiện, cậu ta né ra khỏi vùng chiến thì vấp ngã và suýt rơi vào chỗ chết thì may mắn được Hina cứu. Cậu ta cho rằng cô nên lo thân cô trước đi rồi đến giúp cậu ta. Một con tính đánh lén thì Hibiki đã cho hổ tấn công. Họ biết là phải sớm tìm ra cái điện thoại đang triệu hồi đám này, nhưng Hibiki biết đám này được tên hacker tạo ra. Daichi đã gọi thử hai con quỷ cậu ta mới mua ra giúp, nhưng hai con này nhỏ quá nên gần như là ăn hại. Hibiki có gọi cho bên trụ sở hỏi thử những người triệu hồi khác ở đâu nhưng cô cho biết ai nấy đều đã chết nên chỉ có mỗi họ ở đấy, nên họ phải sớm bắt được tên hacker. Hắn đang cách họ 50 mét, Hibiki đã cho Nita và Daichi đi tìm, còn cậu và những người khác sẽ cố câu giờ. Nhưng bên Daichi chưa xong thì bên này cũng đã sắp đuối sức đến nơi. Nhưng Yamato đã quyết định dùng một loài virus do tiến sĩ Kanao tạo ra. Nhưng nó chưa hoàn thiện nên những gì nó làm được là chỉ khiến cho những con quỷ dưới kia bị chậm lại, còn Daichi và Nita đã gọi quỷ ra đến tấn công vào chỗ hacker, nhưng sau đó thì chỉ thấy quỷ của Nita bị đánh bại, một con quỷ siêu mạnh xuất hiện và tóm cổ Nita rồi thả cô xuống. Hibiki đã nhờ ta cho chiến binh đỡ lấy, họ lúc này cũng nhận ra tiến sĩ Kanao mà họ đang tìm chính là kẻ đang điều khiển con quỷ này, nhưng có vẻ cô đang bị điều khiển tâm trí. Yamato ra lệnh xử lý con quỷ để cứu tiến sĩ, nhưng ai nấy tấn công thì đều bị con quỷ đó đánh bật lại hết. Hibiki quyết định hợp lực với Keta vì cùng chiến binh cũng sắp kiệt sức. Hibiki đã cho con hổ lao lên làm mồi như và cùng chiến đã lao đến chém một nhát từ phía sau để Dai Chi chạy đến phá đi bộ máy. Quá trình hack đã bị dừng lại trước khi hệ thống chính bị phá hoàn toàn. Keta sau đó định cho cùng chiến lên đưa tiến sĩ về thì tên quỷ lại xuất hiện và thấy họ ăn mừng hơi sớm. Keta đã nhanh chóng đẩy Hibiki đi và rồi đột nhiên một cột xét giáng xuống. Hắn đã cho tiến sĩ tự nhập lệnh điều khiển điều khiển virus để tấn công lại hệ thống của Zip. Kết giới của thành phố đã bị phá vỡ và giờ thì lớn chuyện rồi, nhóm Daichi và Hibiki vẫn an toàn, nhưng Keta thì đã không qua khỏi. Hibiki ấm ức vì dù biết trước nhưng vẫn không ngăn được cái chết của Keta, trụ sở cũng có thông báo là quái vật khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời. Hibiki tự trách bản thân vì đã quá chủ quan nhưng Hina muốn cậu biết đây không phải lỗi của cậu. Hibiki sau đó được đưa đi để đối phó với quái. Con quái khổng lồ trôi nổi trên bầu trời, quân đội cố bắn nó thì nó xả ra những con quái nhỏ phá hủy hoàn toàn cơ hội của quân đội. Và tên quỷ ban nãy lại thông đồng với tên từng ở trong tổ chức đã nói chuyện với Yamato lần trước hắn thấy con người mới đây mà đã đầu hàng thì nên vứt bỏ thế giới được rồi tổ chức đã phải gấp rút lên kế hoạch họ cho những con người sử dụng được quỷ thì đứng ra chiến đấu còn cấp càng cao sẽ càng ở dần về sau và hibiki là phòng tuyển cuối cùng daichi thì được gọi vào đội cứu thương hina đã kể chuyện về lúc cô gặp keta cho nita nghe cô sau đó cũng được gọi đi còn nita ở lại hina muốn cô khi nào gặp lại hibiki thì cố khuyên bảo cậu rằng keta chết không phải do cậu yamato lúc này hỏi hibiki có đánh được không không thì rút vì anh không cần kẻ vô dụng trên chiến trường cậu vẫn sẽ đánh vì không muốn ai phải chết nữa nhiều người đã dùng mấy con chim quỷ kia để cố tấn công và sinh vật ngoài hành tinh kia nhưng nó chỉ bắn trả là đủ kéo cả trăm người chết nita đã chạy đi tìm hibiki nhưng sinh vật trên kia đã bắt đầu tụ đòn và khiến xung quanh đóng băng nó thổi về phía một tòa tháp khiến xung quanh và toàn tháp đó đều đóng băng hết daichi may mắn còn sống nhưng đội cứu hộ thì không cậu ta đã gọi cho hibiki và muốn cậu đừng có nghe theo nữa vì chẳng có lý do gì khiến cậu phải bán mạng cậu đã quyết định vứt bỏ nơi này và tự mình rời đi. Vì Yamato không cho cậu ra sớm khiến nhiều người phải chết, Sako cho rằng cậu lúc này đang tâm lý bất ổn nhưng cậu không cần ai cho phép và Yamato đành để cậu đi. Vì anh ta biết một người nữa sắp đến và khi cậu vừa đi thì Nita tìm đến. Hibiki đã chạy đến trợ giúp tại chỗ của nhóm Hina nhưng thứ kia hấp thụ điện của cậu và bắn trả buộc cô phải ra đỡ cho Hibiki. Cậu chạy đến chỗ Hina nhưng cô nhận thấy cậu đã không gặp được Nita. Cô sau đó gục hẳn và cậu thì liên tục nghe tiếng nhiều người chết hơn qua bộ đàm tên người quen của Yamato tìm đến. Hắn thiệu bản thân là Ako và là bạn cũ của Yamato. Hắn cho cậu biết Nita lúc này đang phải chiến đấu thay vì cậu đã bỏ đi. Ako cho rằng năng lực của cậu sẽ kéo nhiều người xung quanh đến gần cậu và rồi gặp nạn thay cậu. Nếu cậu thích thì có thể từ bỏ. Nhưng cậu cho rằng bản thân đã nhận được sức mạnh thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân. Cậu cũng muốn chạy trốn nhưng cậu không thể để nhiều người chết hơn nữa. Còn Nita lúc này đã nhận sức mạnh từ nhiều người truyền đến. Cô thấy bản thân luôn vô dụng nếu thiếu Hibiki nhưng giờ cô muốn mạnh mẽ hơn và gọi ra một linh hồn nữa cũng thuộc cấp thần nữ thần đã liên tục bay quanh để bắn vào sinh vật kia nhưng nó vẫn xả đạn bất chấp và rồi thả hết mớ cọc trên thân mà há miệng nó tính bắn phát nữa thì hibiki đã cho hổ gồng hết sức mạnh mà hóa đỏ nó đâm vào một bên miệng nó và rồi quay lại đâm một cú nữa và phá hủy được lõi của sinh vật kia nó bị đánh bại nhưng lại quay sang cậu con hổ không thể đứng nổi nhưng đúng lúc này một triệu hồi sư nữa đã kết liễu hẳn con quái kia anh ta đến gặp hibiki và giới thiệu bản thân là kuziki một cứu thành viên của zip anh ta cho Hibiki biết là Yamato đã sai và anh ta ghét cay ghét đắng Yamato, còn Nita đi tìm Hibiki thì không thể nào thấy cậu ở đâu. Nita và Daichi sau đó đều trốn trong thùng để lẻn về lại căn cứ. Cả quyết định đi tìm Hibuki, cả hai nhận được đoạn phim về việc Hibiki sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc đó, Yamato nhận thấy Hibiki đã bị bắt thật rồi. Sako nghĩ họ đã gây áp lực cho cậu hơi nhiều thật, nhưng Yamato chỉ xem ai có tác dụng và vô dụng còn mấy cái khác không quan trọng. Yamato nhận thấy nơi sắp tới sẽ bị tấn công nên ngay lập tức cho thiết lập kết giới xung quanh khu vực đó và gọi cả tiến sĩ Kanao dậy nhưng cô đã dậy đây rồi và đang bắt đầu sửa lại hệ thống mà cô đã phá khi mất ý thức. Yamato cho Sako nghỉ để mai có sức chiến đấu. Cô nhớ lại ngày bản thân được Yamato chiêu mộ và nếu không có Yamato thì giờ chắc cô vẫn đang là thường dân ngoài kia. Yamato sau đó đã đi tìm những nhà khoa học để xem họ sửa máy của anh ta đến đâu rồi. Daichi và Nita thì đã lên đường đi tìm Hibiki. Cả hai đi đến một công viên như chỉ dẫn của Sako cho và gặp một nhóm người tị nạn ở đây. Họ gần như tự cung tự cấp chứ không muốn trông chờ vào chính phủ. Anh trai này cũng phát cho cả hai suất ăn và đồ này là họ lấy từ Jeep nên hẳn đây là quân nổi loại chống đối lại Jeep. Đột nhiên quỷ tìm đến buộc Daichi và Nita phải gọi quỷ ra đấu lại. Nữ thần của Nita khỏe thì khỏe thật nhưng nó cũng hao sức khá nhanh. Đột nhiên Hibiki xuất hiện ở trên cầu và lần này cậu gọi luôn cả Phượng Hoàng thay vì hổ. Cậu giờ đây đã trở thành một trong cách thủ lĩnh của phe nổi dậy và xử xong thì cậu đi luôn chứ không thèm ở lại với hai đứa bạn. Cả hai đã xin những người ở đây đưa cả hai đi gặp Hibiki và thủ lĩnh phe này. Hibiki và Kuziki lúc này đã về gặp những người của Zip bị họ bắt về đây. Kuziki chỉ cắt liên lạc của họ với Zip rồi trả điện thoại vì anh cần họ ở lại đây để giúp chiến đấu. Anh ta chỉ có một mục tiêu là ngăn Yamato vì khi đánh bại hết 7 con quái ngoài hành tinh và bảo vệ được thế giới thì Yamato sẽ thi hành chính sách độc tài để đứng đầu thế giới. Anh ta là một thanh tra được nhiệm vụ điều tra về gia tộc của Yamato và khi anh ta tìm ra ý đồ độc tài đó thì đã bị truy sát. Nhưng anh ta đã trốn được và giờ Hibiki lại bị Yamato xem như là một công cụ nhưng cậu đã từng cố ý để bản thân bị xem là công cụ, miễn là nó phục vụ điều đúng đắn. Nhưng chẳng có gì là đúng đắn cả. Yamato muốn tạo ra thế giới nơi chỉ ai có năng lực mới được đón nhận còn vô năng là rác rưởi, còn Kuziki thì chỉ muốn một thế giới bình đẳng. Hibiki sau đó có hỏi một người anh là Joe về lý do anh ta tham gia quân nổi loạn thì chỉ đơn giản là dòng đời xô đẩy anh ta khuyên cậu nên cười lên chứ đừng có ủ rũ vậy kuziki cho cậu biết joe cũng mất mát không ít và ai cũng đã trải qua đau khổ trong đây kuziki đã gọi cậu đi theo anh ta không biết ai đã lập trình ra ứng dụng triệu hồi mà họ đã dùng anh ta đưa cậu đến phòng điều khiển kuziki giới thiệu cho anh bạn ở phòng điều khiển đây về hibiki cậu bây giờ được xem là triệu hồi sư mạnh nhất khi nắm trong tay hai thế thần anh ta cho biết có vẻ như hôm nay sẽ lại có một con đại quái nữa tấn công họ sẽ cố gắng giành lợi thế và tiêu diệt con quái trước Ramato từ đó củng cố thêm sức mạnh cho quân nổi dậy. Ta lúc này gặp lại Yamato, Yamato vẫn giữ suy nghĩ là những kẻ yếu thì nên chết đi. 12 năm trước, Yamato tự mình học hỏi và không cần thầy. Những hoạt động của con người bị Yamato xem là vô nghĩa và rồi Yamato đã làm thí nghiệm để triệu hồi và anh ta gọi ra được một con Cerberus. Nó thiêu cháy xung quanh nhưng chỉ cúi đầu trước Yamato, một thời gian sau đó thì Ako xuất hiện. Ako đến và gọi Yamato là tia chớp hy vọng và dự định hỗ trợ Yamato nhưng giờ khi gặp lại Yamato thì Ako nhận thấy anh ta không còn là tia chớp hy vọng nữa. Yamato xem lý tưởng của Ako là nhảm nhí và chỉ có kẻ mạnh mới làm chủ. Trong lúc đó, Daichi muốn người lái xe đây nhanh hơn để đưa cậu ta đi gặp Hibiki. Nhóm Hibiki lúc này đã đến vị trí mà Kuziki bảo là quái chắc chắn sẽ xuất hiện vì họ có quỷ mạnh hơn bên Yamato. Cậu sau đó về phòng chỉ huy và chị gái bác sĩ ở bên Jeep bị bắt qua đây thắc mắc lý do cậu bỏ bên kia qua đây. Cậu cho rằng Yamato quá độc tài và cứ bỏ cho nhiều người phải chết. Lý do cậu vào với Kuziki là vì anh ta không bỏ rơi ai hết. Joe đem đến cho Hibiki hai người bạn của cậu. Daichi trách cậu vì cứ thế bỏ đi mà không nói câu nào. Đồng thời Daichi cũng đem đến cho cậu thấy video tử thần của chính cậu. Benzip vẫn chưa biết chuyện này vì cả hai mới thấy là đã chạy ngay để tìm cậu. Sako lúc này vẫn hy vọng hai đứa bạn đây an toàn. Trong lúc đó, Daichi muốn Hibiki đi chung để né video tử thần. Nhưng cậu biết một con quái sắp xuất hiện ở đây nên không đi được. Nhưng Daichi biết video tử thần chưa bao giờ sai. Định nhắc đến vụ lần trước thì Daichi đã dừng lại và quyết định sẽ liều cái mạng này để bảo vệ Hibiki nếu cần thiết. Nita cũng sẵn sàng bảo vệ cậu nên cậu đừng cố tự gồng gánh mọi thứ nữa, nhưng cậu cho rằng sức mạnh lớn thì trách nhiệm cũng lớn. Biết không khuyên nổi nên hai đứa bạn chỉ xin được cùng cậu chiến đấu. Đột nhiên căn cứ bị hai kẻ đột nhập vào tấn công. Hai kẻ này có vẻ là người của Zip và muốn đến chiếm nơi này. Cả hai gọi ra hai con mèo và chúng có tốc độ quá nhanh khiến những người khác đánh không lại. Kuziki đã phải ra mặt và muốn đàm phán để kéo cả hai về phe nhưng hai người này không chịu buộc Hibiki phải cố gắng đến trợ giúp. Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, phòng điều khiển cho biết con quái sắp xuất hiện và địa điểm là ở ngay chỗ này. Một cái vòng xuất hiện ở giữa căn cứ và Kuziki muốn hai anh em này giúp vì giờ kẻ địch chung đã xuất hiện. Họ đã dùng toàn bộ quỷ để cố gắng tấn công vào chiếc vòng đó nhưng đa phần là không ăn thua. Nó đã bắt lại một đòn xét tiêu diệt hết quỷ đồng thời ngắt điện cả căn cứ. Nếu nó bắn phát nữa thì kết giới họ đang duy trì ở đây sẽ mất và cả khu sẽ tiêu tùng. Hibiki đã đến và gọi con phượng ra tấn công đòn của cậu còn được Nita gọi thêm nữ thần gia phụ, chị bác sĩ còn gọi thêm một con quỷ có khả năng làm suy yếu đối thủ và nó đã buộc phải sang dạng hai. Nó tách ra và tụ một đòn cực mạnh. Hibiki cố tấn công để ngăn mà không ăn thua và rồi một tia sáng bắn ra xuyên cả con phượng lẫn nữ thần và nó còn cắt lên cả mặt đất. Daichi nhận ra đây là tia sáng trong video tử thần nhưng Hibiki vẫn cứ lao đầu vào. Chị bác sĩ phải cho quỷ chắn cho cậu một chiêu nhưng cậu sau đó cũng làm rơi điện thoại và lại ở trước họng súng lần nữa. Như đúng lúc này thì Yamato đến, anh ta cho con sư tử chiến đấu một mình nó vừa có thể tấn công vào con quái vừa có thể chắn được chiêu từ nó. Kuziki thấy Yamato có thể tự điều chỉnh sức mạnh của quỷ thì chỉ biết gọi anh ta là quái vật. Không ai hiểu lý do anh ta đến đây nhanh vậy thì là do tiến sĩ Kanao đã sửa xong thiết bị dịch chuyển từ năng lượng mà Yamato cung cấp. Hibiki cho rằng Yamato mạnh như vậy thì mắc gì lại để nhiều người phải chết đến vậy thì anh ta cho rằng đây là để đối mặt với ngày phán xét. Anh ta xem tất cả đều chỉ là con tốt cho anh ta sử dụng, nhưng Kuziki không thích cái thế giới mà Yamato nói. Anh ta cũng xem thế giới bình đẳng kia Kuziki là mơ mộng và sẽ chẳng bao giờ đạt đến được. Kuziki biết Yamato sẽ thống trị thế giới sau ngày phán xét khiến ai nấy đều nhắm vào Yamato, nhưng anh ta chẳng sợ mà cho rằng họ sẽ không đấu lại anh ta. Hibiki cũng gọi ra con hổ và đột nhiên Ako xuất hiện. Đây là lần đầu cả ba cùng gặp nhau và Ako cho biết Hibiki cũng là một tia chớp hy vọng. Và lý do Yamato đến đây là vì xem được video tử thần của Hibiki. Không ai biết Ako thực sự là kẻ nào. Nhưng Yamato đã chịu thu sư tử về. Ako cho biết nếu Yamato đến không kịp thì Hibiki chắc chắn đã chết. Yamato cho rằng kẻ nào chịu phó mặc cho số phận thì chỉ là đồ vứt đi. Vì có sức mạnh thì số phận có thể bẻ cong cũng được. Hibiki lại bị lung lay nên Ako hỏi cậu chọn ở lại hay đi với Yamato. Kuziki cố khuyên ngăn cậu nhưng Ako muốn anh ta im lặng để Hibiki chọn. Ai nấy đều muốn biết Ako là ai vì Ako gọi ra được một con quỷ mà không dùng điện thoại. Ako cũng đang đi tìm câu trả lời nên sẽ nói ra sau. Ai nấy đều gọi quỷ ra nhằm đối đầu với Ako thì con quỷ của Ako đã tự mình xử lý hết. Hibiki muốn tự đánh thì Ako cho biết ứng dụng triệu hồi mà họ đang dùng là do Ako tạo ra. Vì con người rất yếu đuối nên Ako cho họ cơ hội để chống trả và tìm ra được một tia chớp hy vọng nữa. Nhưng Yamato thấy khái niệm ánh chớp của Ako thật nhảm nhí. Anh ta quyết định ra về và cho Hibiki biết ngày mai quái sẽ lại xuất hiện và những con quỷ ngang cấp với con hổ của cậu thì mới đánh lại được. Cậu quyết định ở lại đây và đối đầu với Yamato. Cậu sẽ đánh bại mọi kẻ thù và đối đầu với Yamato nếu anh ta tạo ra một thế giới lầm lạc. Yamato sau đó đã bỏ về và để họ tiếp tục giữ nơi này làm căn cứ. Anh muốn quân nổi dậy tiếp tục bảo vệ nơi này và nếu muốn ngăn anh ta thì cố mà sống. Hai anh em kia giờ mới đến chỗ Hibiki để chào hỏi. Cô gái là Aiji còn người anh là Jugo. Tên quỷ lần trước đã đến gặp Ako và muốn chắc chắn về việc Ako sẽ không đảo lộn quá trình thanh lọc. Yamato thì nhớ lại 3 năm trước, lúc anh ta đã lập ra định hướng cho bản thân và thế giới cô cũng tạm biệt anh ta từ đó vì cứ nghĩ anh ta chính là tia chớp hy vọng, nhưng Ago đã nhầm. Ngày hôm sau, tiến sĩ Kanao đã tự dùng bản thân để thử nghiệm máy dịch chuyển và nó đã thành công. Cô và Sako sau đó đã đi kiểm tra sức khỏe để chắc chắn. Còn bên Hibiki thì cũng đang phải kiểm tra sức khỏe toàn tập. Hibiki đã cảm ơn Daichi vì nhờ cậu ta đến mà cậu mới có thể dễ thở hơn khi đối mặt với Yamato. Ta lúc này cũng biết tên chị bác sĩ là Otome. Chị nhận thấy Nita tuy là người không thân với nhóm Hibiki từ đầu nhưng giờ lại là một phần không thể thiếu và cũng nhờ cô và Dai Chi đến hôm qua nên mọi việc mới dễ thở hơn hẳn. Chị từng là một bác sĩ bình thường nhưng Zip đã chiêu mộ cô vì nhận thấy cô có tiềm năng khá cao. Chị thấy công việc ở Zip cũng tốt vì lương khá ổn để chị chăm lo cho con gái. Tuy là con gái nuôi nhưng chỉ ít con gái đã cho chị khá nhiều niềm vui. Chị cũng nhìn ra được việc Nita thích ai khiến cô đỏ cả mặt. Dai Chi lúc này nguồn than thở thì Joe tìm đến và rủ cậu đi nhìn trộm. Cả hai gặp Hibiki trước cửa phòng khám nữ và đúng lúc Nita đi ra khiến cô nghĩ cả hai nhìn trộm. Dai Chi đổ cho Joe thì anh ta sủi từ khi nào không hay. Hai thanh niên sau đó đi trách Joe vì khiến họ bị hiểu nhầm. Kuziki cũng vừa kiểm tra ra và anh ta đã kiểm tra trang thiết bị phải an toàn mới kiểm tra. Và anh thấy vụ kiểm tra này cũng chẳng có gì xấu vì họ cần đảm bảo sức khỏe cho trận chiến. IG đột nhiên chạy đến và chửi cả ba vì nhìn trộm. Nhưng chỉ Joe để ý còn hai cậu bạn thì không hề biết là IG có mặt trong đó. Yamato lúc này đang bị các quan chức cấp cao chất vấn vì rời bỏ vị trí mà đi chỗ khác can thiệp. Họ cho rằng Yamato sẽ tạo ra tiền lệ xấu nhưng anh ta chỉ xem họ như lũ rác rưởi. Ngày hôm đó, họ được cho biết là quái lần này sẽ xuất hiện ngoài biển. Sako sẽ điều hành chiến dịch này và cô đã cho người đi sơ tán người dân. Cô cũng liên lạc với bên Kuziki để cho anh ta biết cách đánh con quái lần này. Nhóm Hibiki được dịch chuyển đi còn người bên Jeep đóng góp vào thì chỉ có mình Yamato là đủ. Vừa được dịch chuyển sang bên Jeep thì Hibiki gặp lại được Hina. Cậu vui mừng vì cô vẫn còn sống, còn tiến sĩ Kanao thì đã tìm thấy được vật hiến tế lý tưởng. Họ sau đó đã gặp được con quái vật thứ tư, nó to lớn hơn hẳn so với con thứ ba hôm qua. Hibiki nghĩ Daichi nên rời để cậu và Nita lo liệu, nhưng cậu ta cho rằng bản thân cũng là một triệu hồi sư nên giúp được. Hina muốn xem thử điện thoại của Daichi thì cậu ta cứ giữ lấy khư khư. Hibiki trước đó đã được Kuziki đưa cho một chiếc USB chứa thông tin về Yamato và anh biết cậu sẽ hành động độc lập nên cần cho cậu biết mọi thứ trước. Và giờ cậu quyết phải ngăn Yamato nếu anh ta có hành động gì sai trái. Những thành viên mạnh nhất bên phe nổi dậy đã dùng toàn bộ đòn để tấn công nhưng chẳng ăn thua gì vì nó có khả năng hồi phục. Nita và Hibiki cũng chẳng khá khẩm hơn, Daichi Chi gọi ra thì con quỷ về luôn khiến cậu ta thấy tốn cơm nuôi nó. Chị Hina thì đã dùng đến cuồng chiến của Keta trước đây và cùng cuồng chiến trả thù cho Keta. Cuồng chiến phá được một lỗ to và một cái lõi lộ ra. Hibiki cho hổ lao đến phá nhưng vừa tan biến thì nó lại tái sinh lần nữa. Nó bắt đầu phóng ra những cái gai và Yamato lúc này đã bắt đầu sử dụng phần lớn sức mạnh để chuẩn bị anh gọi ra một con quỷ nữa để chiến đấu còn đống gai con quái phóng đến thì cho sư tử xử lý. Anh muốn Hibiki và bên Kujiki liên tục tấn công nó để cái lõi lộ ra, chỉ cần ba cái lõi cùng lộ diện thì anh sẽ tấn công thay họ nhiều nhóm nhỏ đã chia ra để đuổi theo con quái nhưng đột nhiên hibiki nhận được video tử thần của nhóm kuziki cậu gọi qua cảnh báo nhưng họ sẽ chỉ cần thân chứ không rút hẳn vì giờ họ rút thì vô trách nhiệm quá với cả sức mạnh của cả ba cộng lại cũng không hề nhỏ kuziki không cho phép họ liều mạng và nếu nguy hiểm thì phải rút ngay con quái lăn đã sắp tới đích và nó cán qua một nơi có kỷ niệm với ig khiến cô rất tức giận chỉ số tăng mạnh khiến cô sau đó đã tải lên một con quỷ mới nó gảy đàn thì hàng loạt gai đâm lên khống chế con quái ai nấy dồn sát thương một lượt và Yamato cũng góp sức. Ba cái lõi vừa lộ ra thì họ ngay lập tức tấn công vào cùng lúc và thành công xử được nó. Nhưng đột nhiên những chiếc gai vẫn từ đâu bay ra một lần nữa và nhắm thẳng vào nhóm Kuziki và Aizi. Khi khói tan thì Hibiki đã cố gọi cho Kuziki nhưng chẳng thấy tín hiệu. Aizi thì còn sống do được Jugo bảo vệ. Tín hiệu của con quái đã mất nhưng họ cũng mất luôn ba người nhóm Kuziki. Sako cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nghe những lời khóc than của Aizi. Hibiki thì đã cố kìm lòng và xem chuyện đã xảy ra là lựa chọn của chính nhóm Kuzuki họ đã tự chọn con đường của họ và cậu cũng vậy. Trong lúc đó Yamato và tiến sĩ Kanao đã lên kế hoạch gì đó về một thứ mà cả hai đang âm thầm nghiên cứu. Hibiki lúc này không biết đám quái đó là gì và tại sao lại tấn công trái đất, và nếu đây là mơ thì ai đó hãy đánh thức cậu. Ako tìm đến và cho cậu biết đây chính là hiện thực. Cậu trách Ako vì có sức mạnh mà không giúp con người thì Ako cho rằng đây là thử thách cho loài người. Ako là một phần của đấng sáng tạo của quy luật toàn năng, ngài muốn con người phải là sinh vật đủ mạnh mẽ để bảo vệ thế giới của chính họ. Đó là quy luật tự nhiên của thế giới, vì con người là sinh vật tuy không có ý chí cầu tiến nhưng lại không ngừng mạnh lên. Ako cũng có những suy nghĩ trái ngược lại với đấng sáng tạo giống như Hibiki, nhưng Ako không có quyền hạn vì bản thân chỉ là một bảo kiếm của đấng sáng tạo và cũng là dạng giống với quái vật mà họ đang chiến đấu. Những con quái đó là công cụ duy trì quy luật mà đấng sáng tạo thấy là thích hợp. Ako thấy bản thân có suy nghĩ khác với những công cụ còn lại và đấng sáng tạo mà lại tạo ra một khiếm khuyết như Ako thì hẳn là đấng cũng không quá toàn năng, vì anh ta không thể trực tiếp giúp con người nên mới cho họ quyền lựa chọn thông qua ứng dụng đó. A cô giờ cũng không hiểu sao bản thân lại có lương tri và thực ra bản thân là thứ gì. Yamato cũng đã biết điều này và giờ nếu Hibiki không làm gì đó thì thế giới sẽ về với hư vô. A cô đã cho cậu thấy hư vô thực sự là gì? Đó là sự biến mất. Tất cả mọi bằng chứng về sự tồn tại của con người sẽ biến mất không một vết tích. Thế giới mà A cô đã tạo ra và quan sát sẽ bay màu và A cô không muốn điều đó xảy ra. Ai nấy đều thấy được sự ăn mòn của hư vô và không biết còn cách nào để cứu vãn hay không. Sáng hôm sau, Hibiki vừa dậy thì thấy A cô ngồi bên cạnh. Ako đến đây để đàm đạo với Hibiki. Anh ta và Yamato trước đây từng là bạn. Vì Ako thấy được tiềm năng của Yamato, nhưng Yamato đã đi ngược với mọi dự tính mà muốn tạo nên thế giới coi trọng nhân tài. Nhưng Hibiki thì có suy nghĩ bình đẳng và cũng có tiềm năng to lớn. Cậu có thể không muốn nhưng nó đã là năng lực bẩm sinh. Cậu hoàn toàn có quyền đưa ra những quyết định của riêng mình. Ako sau đó thấy cà phê có vẻ hơi đắng nên Hibiki đã cho một viên đường và nó thay đổi hẳn. Cậu thắc mắc về việc Ako thật sự không thể trực tiếp giúp gì hay sao thì Ako chịu do Ako chỉ là một công cụ và không thể làm trái ý của đấng sáng tạo. Cậu thấy Ako không có nơi nào để đi nên nếu Ako không phải là kẻ địch thì có thể ở lại đây. Đúng lúc này thì hai đứa bạn vào và giật mình khi thấy Ako ở đây. Bởi ấn tượng của họ về Ako là từ vụ anh ta gọi con quỷ ra đối phó với họ ở con thứ ba. Hibiki đã nói đỡ nên họ tạm thời tin Ako. Nita nhắc về việc Ako cứ lơ lửng nên Hibiki muốn anh ta tập đi bằng chân. Trong lúc đó, Yamato cố chấn an bản thân rằng chỉ còn ba con nữa là thế giới anh ta mong muốn sẽ đến. Hina và Aiji lúc này đã gặp và cùng nhau đến phòng điều khiển để gặp Sako. Cả hai được cho biết là họ sẽ được chọn để tiêu diệt con thứ năm vì năng lực của cả hai là tương thích để đối phó. Sáng hôm sau, Hibiki được thông báo là cậu sẽ không tham gia lần này. Vì con quái lần này ở ngoài không gian và chỉ có Aiji cùng Hina có quỷ tương thích để đánh còn lại thì không với đến được. Hina trước khi bắt đầu thì nghe được giọng Hibiki thì muốn cậu cứ nghỉ và để việc hôm nay cho cả hai cậu rất lo cả hai sẽ thất bại nhưng Sako đã sẵn sàng dịch chuyển cả hai đi nếu có bất chắc. Hina đã được sắp xếp để nhảy điệu múa triệu hồi thần Shiva, còn IG thì được làm người triệu hồi thần Kama, họ muốn lợi dụng thần Shiva và phóng thích cơn thịnh nộ của thần lên con quái lần này. Shiva đã ném một mũi lao về phía Kama đang bị đưa lên và nó bay thẳng một mạch lên đến chỗ con quái và phá hủy được lõi của nó. Nhiệm vụ lần này xem chừng là khá dễ nhưng vẫn chưa ai có cảm giác yên tâm. Và đúng là không ổn thật vì dù là lõi đã bị phá nhưng không lâu sau họ phát hiện phần vỏ đang rơi thẳng xuống. Họ chẳng thể làm gì hơn ngoài cho sơ tán những người cần thiết trước và rồi lớp chắn họ dựng nên cũng không còn trụ được nữa. Cả thành phố bị phá hủy nhưng ngọn tháp kết giới vẫn còn nên vẫn tạm xem là thành công. Nhưng người dân thì không sơ tán được hết khiến Hibiki lại tức giận vì Yamato đã biết từ trước. Nhưng anh ta sẵn sàng nghe nếu cậu có ý hay hơn. Cậu biết nhà của Yamato đã biết mọi việc đang xảy ra từ trăm năm trước nhưng họ đã giấu đi để hòng có được sức mạnh khi thế giới bị diệt trừ bớt. Cậu được sống trong khi những người khác thì chết. Và cậu không biết liệu bản thân gánh vác được hết hay không, tối đó. Yamato đã mở tiệc nhưng chẳng ai nuốt nổi. Hibiki muốn biết cuộc chiến này Yamato gánh nổi không thì anh tự tin bản thân lo được. Cậu cho rằng con người không phải ai cũng thực dụng như anh ta. Yamato không cần thế giới này có sự vị tha. Vì thế giới đang dần bị những kẻ vô dụng làm cho thối nát. Anh ta tập hợp cả nhóm lại bây giờ là vì khi đánh xong con thứ bảy thì họ sẽ được gặp đấng toàn năng. Ai di nghĩ ăn được thần thì thế giới sẽ yên bình nhưng thân mất đi thì hỗn loạn sẽ xuất hiện. Nhưng Hibiki biết tổ chức này đang muốn chống lại thần để có được quyền năng định hình lại thế giới. Và vì biết được điều này nên Kuziki đã cố ngăn tổ chức này lại. Cậu cho biết kế hoạch này đã được gia tộc của Yamato lập ra nhiều năm trước, nhưng anh ta cho rằng đây là ý chỉ của chỉ mình Yamato. Cho nên hai ngày nữa ai trái lệnh thì chết tự chịu, Yamato sau đó rời đi thì Hibiki bám theo. Cậu cố nói ra quan điểm thì anh ta xem cậu quá là ngây thơ. Trong lúc đó, Nita đã được thông báo về nhiệm vụ thứ sáu và họ cần cô phải hy sinh. Cô sẽ làm vật tế cho một con quỷ bởi chỉ mình con quỷ đó đủ để hạ con quái sắp tới và chỉ mình cô là tương thích để làm vật tế cô ngoài mặt thì chấp nhận nhưng thâm tâm lại rất đau khổ sáng hôm sau a cô đã làm cho nhóm hibiki một bữa ăn ai nấy khen ngon và nita không hề nhắc đến việc bản thân sẽ thành vật tế a cô nhìn ra được nên đến tìm yamato và nhắc anh ta việc hibiki chắc chắn sẽ không vượt qua được cú sốc khi mất bạn bè yamato xem bạn bè là một thứ phiền phức và hibiki nên học cách từ bỏ cảm xúc thì sẽ không còn đau khổ thông báo sau đó đã xuất hiện và nita đã bị đưa đi Nhóm Hibiki đến phòng điều khiển thì không biết Nita đâu còn về con quái thì sẽ xuất hiện ở thành phố này và có khả năng nhân bản vô hạn nhưng các đòn đánh thì lại rất dễ đoán, nhưng họ đã có cách. Hibiki muốn biết Yamato đã đưa Nita đi đâu thì anh ta bảo cậu cứ ngồi yên mà xem. Ai nấy nghe việc cô sẽ bị hiến tế và không có khả năng sống sót thì đều muốn tìm cách khác. Hibiki muốn ra trận nhưng nếu họ đánh thì sẽ cạn năng lượng mà vẫn chẳng làm được gì. Và quái rồi sẽ tràn lan khắp phố, con quái cũng đã xuất hiện. Nita lúc này đã biến thành vật tế và bay lên trời. Hibiki và Daichi nhận được video tử thần của Nita thì hoảng sợ và Hibiki đã tự mình chạy đi. Con quỷ được gọi ra đã xong và Nita chỉ có 2 phút trước khi mất ý thức. Daichi muốn họ dừng lại nhưng Sako muốn cậu ta chấp nhận dù đúng là nó sẽ rất bất công. Cô lúc này đã được chuyển cho Yamato điều khiển. Anh ta đã cho con quỷ gọi lên một con rồng để nó ăn hết đống nhân bản. Con rồng đã lượn đến vị trí của con quái và ăn sạch nó từ cuối lên đến đầu. Hibiki thì cố đến nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn con quái đã bị ăn sạch, Nita cũng mất luôn ý thức. Daichi cũng đã chạy đi và Hibiki vừa đến thì bị Nita tấn công. Yamato cho biết cô đã bị quỷ khống chế nên cậu phải giết cô. Con quỷ đó thấy Yamato cũng to gan khi dám giam giữ một vị thần như nó và còn đám điều khiển nó. Yamato cho biết nó chỉ có vài phút trên khi cơ thể đó tới giới hạn, nhưng nó cũng chỉ cần vài phút để cho họ thấy cái giá khi dám khinh miệt thần linh. Daichi đã chạy lên cãi tay đôi với Yamato nhưng vì cậu ta quá yếu nên chẳng có giá trị gì ở đây. Cậu tức vì họ đã ép Nita nhưng cô là người đã đồng ý hiến thân xác cho nhiệm vụ này. Con quỷ đã đến tòa nghị viện và gặp lại Hibiki. Cậu muốn nó trả Nita lại nhưng con quỷ cho biết linh hồn của Nita đã biến mất. Đúng là cô bị xúi dục nhưng suy cho cùng vẫn là tự nguyện hiến thân. Cậu bị thổi bay và được Yamato giữ lại. Nhưng anh ta giữ cậu và gọi quỷ ra tấn công Nita buộc cậu phải để Phượng Hoàng đối phó còn cậu buông tay để cho hổ đỡ lấy. Con quỷ của Yamato bị hạ và anh trách cậu vì cứ cản trở. Và Nita đã chết rồi nên đừng cố chấp. Có điều, cậu đã hứa là sẽ bảo vệ bạn bè nên không cho anh ta đụng đến con quỷ thấy cơ thể sắp tới giới hạn nên ném thương vào Yamato, nhưng Hibiki đẩy anh ta ra để cậu chặn. Sức mạnh của Hibiki đột nhiên tăng cao và Yamato thấy long mạch đã chọn cậu. Anh ta hy vọng cậu sẽ cùng anh ta dẫn dắt thế giới nhưng cậu cự tuyệt từ chối, vì cậu muốn dùng sức mạnh này để bảo vệ mọi người. Con quỷ cố tấn công lần nữa và cho rằng cậu đang cố gắng vô ích, nhưng cậu tin Nita vẫn còn đó và đột nhiên phần nào trong cô đã được đánh thức để chống lại sự điều khiển. Cậu đã nói chuyện được với linh hồn của Nita và muốn cô đừng chọn cái chết. Nhưng cô cho rằng bản thân yếu đuối và khác với cậu, cô không còn mục đích để sống khi bố mẹ đã không còn, nhưng cậu cho rằng con người ai cũng yếu đuối như nhau, nên họ mới cần bạn bè để nương tựa vào, cậu thành công kéo cô trở lại và tách khỏi con quỷ, nhưng ngay sau đó thì cậu cũng bị long mạch làm cho suy yếu mà rơi xuống, Yamato đã đỡ lấy cả hai và cho biết Hibiki giờ đang rất yếu và anh ta sẽ dốc toàn lực để cứu cậu, còn cô đã sống thì hãy chuẩn bị đón chờ một thế giới mới sau trận chiến cuối ngày mai, cô chọn đi với Hibiki và chống lại anh ta thì anh ta thấy càng tốt. Vì có thể trận chiến cuối là với nhóm Hibiki chứ không phải thần linh Và nếu cần thiết anh ta sẵn sàng ra tay với họ Hibiki đã được đưa về chữa trị Hina thấy vụ này quá áp lực với Hibiki Daichi thì trách bản thân quá yếu chẳng thể giúp gì Aiji tìm đến và muốn Nita đừng tự trách mình Jugo thì thấy áp lực trên vai mỗi người là như nhau nên trước mắt cứ đi nghỉ và biết đâu lại có cách Trong lúc đó, hai con quỷ đến tìm Ako và tên có sừng này thấy Ako đang quá gắn bó với thế giới này nên hắn muốn khử Nhưng Ako có quyền năng không nhỏ hắn chẳng mấy chốc đã bị Ako bóp nén lại đến mức chẳng còn thấy gì. Tên cầm nến thì cũng sợ mà không dám cãi, Ako đến chào Hibiki một câu trước khi rời đi. Vì Ako sẽ quan sát đến phút cuối kể cả nó có là kết thúc. Sáng hôm đó, Jugo và Nita đã làm đồ ăn cho cả nhóm. Cả nhóm giờ mới có dịp giới thiệu và trao đổi số lẫn nhau. Và rồi cả năm người đều nhận được video tử thần, nội dung là cả năm đều sẽ chết. Kẻ thù cuối cùng cũng đã xuất hiện, nó tiêu diệt cả một thành phố chỉ trong nháy mắt. Nó được nhận định là mạnh toàn diện và là kẻ thù mạnh nhất từng nơi bị phá hủy thì hư vô sẽ nuốt chửng đến đó cả nhóm quyết định sẽ xuất kích nhưng không phải vì lệnh của Yamato mà là vì mục tiêu của chính họ Yamato cũng sẽ ra trận luôn chứ không chờ đợi nữa còn hibiki lúc này đã nhớ về lúc trước cậu không được gia đình quan tâm chỉ mỗi daichi là người bạn duy nhất cậu có bố mẹ thì đặt mục tiêu ở cậu quá cao khiến daichi cũng phải cố để học nhầm để được học chung với cậu và hibiki cũng đã được vui chơi nhiều hơn khi đi cùng daichi cậu bất giác tỉnh lại còn kẻ thù cuối thì khá nhỏ và nó đi đến đâu là xả tia đến nó. Mato đã chặn lại để căn cứ không gặp vấn đề. Con quỷ đã lao xuống đánh vật lý thì Ramato vẫn cản lại để những người gọi quỷ ra được tấn công. Ai nấy gọi toàn bộ con quỷ mạnh nhất ra đánh và Yamato cũng gọi hai con ra để phụ. Họ đã khiến nó phải tách một bên ra và nó phát ra một luồng sóng khiến nhưng con quỷ bị cưỡng chế rút về và chờ hồi phục. Tiến sĩ Kanao đã đứng từ xa để dùng quỷ chặn lại luồng sóng đó. Mảnh kia bị vỡ ra và một mảnh khác cũng tách để bắn về phía Kanao. Sako có video tử thần của Kanao nên bảo cô ta tránh ra nhưng Kanao quyết định đối mặt và xem thử cái chết nó ra sao. Họ vẫn chưa gọi quỷ ra được và Yamato cũng chẳng còn sức mà gánh thêm. Giờ tôi nhận ra con này được ghép từ bốn mảnh của những con trước. Yamato bị mảnh của con thứ ba bám theo. Mảnh của con có gai kia thì liên tục bắn về những người còn lại. Aiji và Jugo bị kẹt giữa đống gai và chúng phát nổ như con đầu tiên. Hina sau đó cũng kẹt dưới kia và rồi dặn Daichi phải bảo vệ bằng được Nita. Nhóm Daichi cũng chẳng khá hơn khi lại bị vây nhưng Hibiki đã đến kịp để cứu cả ba. Cậu nghe việc những người khác đã không qua khỏi thì tức giận và lao lên. Con hổ của cậu bị đánh bại và cậu đã lao lên cùng chống đỡ với Yamato. Cậu trách anh ta đã khiến bạn bè cậu bỏ mạng lần nữa nhưng anh ta cần có sự hy sinh để tạo nên thế giới mới. Đúng là anh ta ích kỷ nhưng thế giới vốn là vậy. Nhưng Hibiki không cần thế giới tạo nên từ sắc bạn bè, cậu quyết sẽ sửa chữa mọi thứ. Dù thế giới có thối nát thì cũng cần con người trau chuốt. Hibiki và Yamato cùng dần bị đè nén và nhìn đứa bạn thân bị bắt nạt và chèn ép khiến Daichi cuối cùng cũng phải lên tiếng. Cậu ta đã triệu hồi ra một con quỷ khổng lồ. Tuy nhìn không hầm hố nhưng nó mạnh hơn cả hai con của Yamato. Con quỷ đã gọi lên một cọc xiên vào kẻ địch và hứng chọn đòn của nó và vấn tiến đến để đấm tay đôi. Hibiki và Yamato đã phụ việc dứt điểm và nó đã bị tiêu diệt. Bảy ngày phán quyết đã kết thúc và Hibiki sẽ không để Yamato như ý. Nhưng cậu phải đủ dũng khí để giết anh ta hoặc sẽ bị anh ta xử. Nhưng Ako lại xuất hiện. Ako sẽ không để Yamato đụng đến Hibiki. Và Ako sẽ là thử thách mà Yamato cần vượt qua. Việc này hoàn toàn là chính kiến của Ako chứ không hề có sự can thiệp từ Đấng sáng tạo. Yamato và luôn và liên tục bị Ako tấn công bằng những thanh thép. Hibiki lúc này biết họ còn phải đối mặt với Đấng sáng tạo và nếu Yamato thành công thì thế giới sẽ theo ý anh ta. Nhưng giờ cậu cũng đã kiệt sức. Yamato thì không hề đuối trước Ako vì càng gần tòa tháp Yamato càng mạnh. cả hai sẽ có một người phải chết để đạt được mong muốn của bản thân. Ako đã có được chi giác và cảm xúc nhờ việc tiếp cận Hibiki. Yamato thấy Ako đã hỏng nhưng cả hai đều đã sẵn sàng để ngăn người kia bằng bất cứ giá nào. Video tử thần của cả hai đã gửi đến nhau. Hibiki cũng nhận được nên muốn đi ngăn Yamato lại vì cậu đã hứa là sẽ ngăn Yamato bằng mọi giá, nhưng Sako muốn tự mình làm việc đó. Vì cô nợ Yamato rất nhiều, đáng ra cô đã không còn làm cho chính phủ vì thương tật nhưng Yamato đã cứu vớt cô. Cô đã gọi quỷ để tham gia vào cuộc chiến và video của Sako cũng đến tay cả ba. Và dù Hibiki có cố ngăn thì cũng vô dụng. Ako trên kia thì đã hơn hẳn Yamato vì Yamato cũng có giới hạn của một con người. Yamato gọi sư tử ra thì bị Ako xiên cái nhẹ. Biết Yamato còn con bài tẩy nên Ako định xử Yamato luôn bằng cách tấn công dồn dập. Nhưng Sako đã đến đỡ cho anh ta. Nhìn Sako ra đi thì Yamato cũng phải xé lòng. Nhưng cô đã câu đủ thời gian cho Yamato triệu hồi ra con quỷ có thể đánh lại được Ako. Cô. Ako cô cũng biết luôn kết quả trận này. Thế trận ngay lập tức bị đảo chiều vì Ako bị tấn công dồn dập và đập về lại mặt đất. Ako đã vui vì được làm bạn với Yamato nhưng anh ta chưa từng xem Ako là bạn. Yamato biết con đường bản thân đi rất tăm tối, nhưng thế giới đã quá mục nạt, kẻ có quyền thì xấu, kẻ bất tài thì làm ngơ, anh phải thay đổi nó. Dù biết bạo lực sẽ khiến mọi việc tồi tệ nhưng anh sẵn sàng gánh lấy mọi tội lỗi. Ako vẫn sẽ ngăn Yamato làm hại đến Hibiki. Anh ta đã trói bản thân và Yamato lại để cùng chết. Cả hai đã bay lên và nổ tung trước sự bất lực của Hibiki, nhưng Yamato còn sống và thế giới đã bắt đầu vỡ vụn. Yamato sẽ đi gặp đấng sáng tạo và để quỷ lại cho Hibiki tự đấu. Nhưng hai đứa bạn đã đến và muốn lo đám quỷ thay cho Hibiki vì chỉ cậu mới đủ sức mạnh để đánh lại Yamato. Cậu đã đến cánh cổng và chứng kiến hai người bạn đang dần bị hư vô nuốt chửng để tái định hình. Cậu vẫn quyết phải quay đi còn hai người bạn thì dần bị nuốt lấy và ký ức của cả hai về Hibiki cũng vậy. Nhưng cảm giác của cả hai về Hibiki thì vẫn còn đó và rồi bị cuốn vào hư vô. Hibiki và Yamato sau đó lại gặp nhau và cả hai là hai người còn lại trên thế giới. Và chỉ một được diễn kiến đấng sáng tạo. Cả hai đã gọi linh thú ra và ai sẽ người chiến thắng, hổ hay sư tử, cả hai con đã lao vào nhau và một bên khè lửa thì bên kia chặn lại. Yamato thừa nhận cậu đã mạnh ngang anh ta, cả hai đã nói về vị thần và cả thế giới này, rằng vị thần kia cũng có thiếu sót và Yamato sẽ thay thế vị thần đó và tạo ra một thế giới không có thiếu sót. Nhưng Hibiki thừa nhận thế giới đó là tuyệt nhưng sự áp đặt của nó sẽ chỉ kìm hãm con người. Con người là loài luôn mắc sai lầm và rồi tiến hóa và phát triển để cải thiện sai lầm nó. Thế giới của Yamato sẽ chỉ giống như cách mà họ đã lựa chọn cái chết khi bắt đầu ứng dụng, sống là phải tiếp tục suy nghĩ và đi đến tương lai. Hai con lại lao đến và hổ đã bị cắn vào chân. Yamato thấy cậu chỉ toàn sự ảo tưởng ngu muội vì con người đã hết hy vọng. Anh ta xem việc họ sống đến hôm nay là nhờ quyết định của anh ta. Trách nhiệm của người tài giỏi là thứ dù có muốn hay không cũng phải nhận lấy. Yamato thích sự cô độc, anh ta không cần bạn bè vì bạn bè chỉ là thứ yếu đuối. Cậu đã hỏi lý do lần đó anh ta đến cứu cậu, vì anh ta nói bản thân không cần bạn bè vậy tại sao lại có video tử thần của cậu mà đến cứu. Con sư tử ngay lập tức suy yếu và bị hổ đánh bại. Hibiki muốn cả hai dừng đánh nhau mà hãy làm bạn và cùng thay đổi mọi thứ. Nhưng Yamato cho rằng bản thân không thể quay đầu nữa mà sẽ chiến đấu để bảo vệ danh dự và nếu cậu xem anh ta như một người bạn thì cậu phải giết anh ta. Yamato đã cho cậu thấy một cơ chế mới là dung hợp quỷ. Anh ta đã dụng hợp hai con mạnh nhất và tạo ra Satan. tăng. Nó phá đi lớp bảo vệ của Hibiki nhưng ngay lúc nguy cấp thì quỷ của Daichi đã được gửi đến để bảo vệ cậu. Quỷ từ những người bạn đều được gửi đến và cậu đã dùng quỷ từ 6 người bạn để dung hợp dần với hai con linh thú của cậu. Thành quả sau khi dung HOP 8 con lại chính là ma thần Lucifer. Lucifer tỏ ra ao trình hoàn toàn sa tăng và rồi một cái ôm đã giải quyết tất cả. Yamato không ngờ Hibiki có thể thực sự ngăn được anh ta. Cậu sau đó đã được đưa mọi thứ về lại như lúc ban đầu. Lúc cậu với xong buổi kiểm tra cùng Daichi và đi uống nước, được giới thiệu về ứng dụng video tử thần. Nhưng khác ở cái là lần này cả hai đã làm quen với Nita ngay ở dưới ga tàu, cậu đã vui đến mức tự dưng bật khóc. Tàu sau đó cũng đến nhưng nó không gặp tai nạn nữa. Hibiki dần nhớ ra việc cậu đã ước mọi thứ về lại từ đầu, nhưng bảy ngày đó cậu vẫn nhớ, cậu đã chạy đi ra ngoài và ta thấy những người khác vẫn sống tốt. Sota thì tiếp tục con đường vận động viên và được phỏng vấn. Hina thì lên đường theo đuổi ước mơ, chị Otome thì sống vui cùng con gái, Aiji tiếp tục con đường biểu diễn đàn. Jugo thì làm đầu bếp, Jae thì đến thăm cô gái anh yêu Kuziki thì tiếp tục đi điều tra thông tin để vạch mặt chính trị ra. Tiến sĩ Kanao thì tiếp tục nghiên cứu và thi thoảng sẽ đi chơi với Sako. Ibiki đã đến tìm Yamato thì bị cản lại. Nhưng Yamato đã ra đây và gặp lại cậu. Anh ta còn vết sẹo từ trận chiến và chỉ cười với Hibiki rồi rời đi. Cậu mừng đến phát khóc vì mọi người vẫn an toàn. Ako à, thấy thế giới này đã không còn cần anh ta nên sẽ để nhận loại tiếp tục phát triển còn bản thân thì sẽ tiếp tục quan sát. Phim đến đây cũng là kết thúc.